Theo Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, bão nhiệt đới Dujuan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào Philippines. Trước đó, thì chính phủ nước này đã cho sơ tán hơn 51.000 người để tránh bão. Cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines cho biết, bão Dujuan cách tỉnh Suri Audel Norte, 210 km về phía đông, duy trì sức gió tối đa là 55 km h và gió giật lên tới 70 km h Tín hiệu cảnh báo bão nhiệt đới ở cấp 1 về thiệt hại nhẹ được áp dụng với một số khu vực. Trước đó, cơ quan thời tiết thông báo bão Dujuan có nguy cơ lũ lụt giải rác đến diện rộng, trong đó có cả khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn hoặc kéo dài. Khoảng 51.400 người đã được di rời tới 331 trung tâm sơ tán trước cơn bão. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay.